Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xong em bảo à, khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Nếu mà biết nha, tầm 9 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với kiểu con. Xin mời quý vị cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Dạ. Hai bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có. Thế còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua ngủ sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Mà tụi em ở Hà Nội hay là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. Em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là à, buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xong em bảo à, khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Thế là ông ấy dính quân quay sang chat chip với em, sau xin số điện thoại. Lúc đấy thì bắt đầu làm quen đấy. Chat chip thì ông ấy họ hỏi em sinh năm bao nhiêu, thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em là anh sinh năm 85. Đó là đầu dòng thứ nhất. Thế là em mới gọi bằng anh, nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chững chạc và còn bảo là anh đang đi làm rồi mà trong cái đấy là ông đi học. Hay lùa tiếp, anh hay đi công tác Hà Nội lắm. Thì em mới bảo là ừ thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cô nói cô là cái mùi xoa đó. Cô nói cô là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em cảm thấy bình thường thôi. Là buồn ơi tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi tức là khăn mù xoa đây là để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy nó rất là buồn cười thì mình bảo cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8, thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em bảo là em đang đâu đấy, anh mới đi uống nước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị, ông này ông vô duyên mà vế thái lại sao. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là thấy ai là biến thái biến đó. Ôi, anh hỏi em nè. Dạ. Ủa trời, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán gẫu với các cô gái khác thôi, chứ không ý đồ gì. Ủa vậy có gì đâu biến thái nhá. Không thì em kể tiếp cái hôm mà ông ấy xuống, ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy. Lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn ha mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sâu vin đi đôi giày guốc cao 7 phân với cả 1m65, phải hơn 1m7 đấy. Thế là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi giật mình với em, ông mặc nguyên cái quần bò bó sát 1m59 cái tí tị à. Ông ấy còn 49 cân, tôi không được như bây giờ đâu. Nào bé xíu em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em bây giờ ông cao thế. Chả nói cái gì cả, ôi sao ông cao thế, hốt hoảng luôn đó. Thế xong rồi ông ấy ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị. Có em bảo thôi đúng là tranh đặc kích rồi, tranh đặc kích như là tranh bím họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc, ông quay sang ông bảo em là em làm điếu rồi bị thối mồm. Em sợ lúc đấy luôn, em bảo là thôi thằng này đúng là chú vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Anh có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc bây giờ thối mồm luôn. Thì em phải nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, chị gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Thế là em gái em bảo là thôi cứ đi rồi thì cứ cố gắng đi đi, cho nó có lịch sự rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chắc không dở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi. Sợ rồi. Thôi xong, thế thôi xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mà buồn buồn. Thế ông ấy quay sang ông bảo em là
em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, đắm. Thế em ngồi xếp vào sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay em giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Rồi, 2 ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi. Nhưng vào ông nói chuyện lịch sự, mà ông hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, nhiều răng ngày đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ, cưới thì cũng phải khó khăn mới cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ xa nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội thì khoảng cách nó xa, và tốt nghiệp phát là lại xa nữa rồi. Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho. Tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho bố xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau, là chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách á. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì là phải cưới thôi, cưới thôi. Là bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Tức là em bé mấy tháng rồi thì là khi mà báo ra gia đình biết trong đấy em hơn 1 tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ như bây giờ mình qua lại thực đấy thì em cũng không dùng. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái hạ nhục sách kế đó. Nói chung là không đâu, có xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dỡ mang mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững. Bởi vì sao? Lúc đó quá bồng bột. Vâng. Như vậy bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa. Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi sanh con ra nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này. Dùng trẻ, mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc, rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh. Kinh doanh bán hàng qua mạng thôi, nên là bận bịu suốt ngày. Thân em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền. Về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng, đi làm là chỉnh chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Nhưng đến cái thời điểm cái năm thứ 3 đấy, vợ em kinh doanh thì là sáng thì tự làm lấy hết. Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại vào máy tính cứ bấm 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 suốt, thu la thu lu một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Đừng có đúng không? Vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc gì cả. Về nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Vợ đâm ra là giận cá chấm thớt, cũng giải quay ra cáu chồng. Chồng nói được câu rồi vợ nói lại 2-3 câu. Là càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà chị giống ơi, như là em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét, em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong rồi còn bảo là con này nó ăn bám chồng. Thế em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiếng ấy đi đã. Thế rồi xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ càu nhàu thôi, phải dí mặt vào điện thoại thế rồi hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái chứ. Hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh mất 1 tháng đấy, thì xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán phải sống này lắm rồi. Nhưng em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt ấy, thì em không còn tôn trọng anh nữa, thì là anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh, với cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng rồi thì là mình chết đói. Chết thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn sống với mình thì mình đi thôi. Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, à, ký luôn. Đơn thì vợ ký, lúc đấy ký luôn. Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thấy bế con đi rồi.
Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Dọa em. Dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm liều rồi. Rồi đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Và nhưng mà lúc đấy em thật kinh em đang căng quá. Không nghĩ được. Vâng. Rồi không cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra. Cho anh Mường lớn, em nuôi bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá. Em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình xe tay xách nách mang đấy làm thủ tục cho con. Xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những cái lúc mà có chồng đấy, ấm áp á. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này. Có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc quá mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng. Không đáng đúng không? Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét cuộc gọi nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá là gọi liên tục, vợ không nghe máy. Nhắn tin vợ không nhắn lại là lúc đấy rất là sợ. Em buồn lắm, thế xong rồi em mở ra em thấy bảo em ơi em về đi. Có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em bảo em khóc ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh. Bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy á, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định là chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhỏ có võ. Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách nữa là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em mà chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống cái chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời, hiểu em trong đời. Vâng. Thảo Xù. Dạ. Rồi. Là biệt danh của em. Vâng. Rồi bây giờ có một cuốn gì cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới, thấy không? Cái tình trường của anh chị anh lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá. Cảm ơn em. Cái này sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải. Anh nói vậy thôi nhưng mà về. Anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ Thuận photo lại cho chị. Em yên tâm. Không, anh muốn em đọc. Sẽ, xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau. Và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này. Để với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. May là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Và em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh chị em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân như này là rất hạnh phúc rồi. Và chị mong như thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Xin chào. Cái nick của anh thấy xinh xớm, râu ria thì sờ sao? Bạn ấy đầu tóc vàng hoe, quần áo rách rưới.